hai uh, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về cái mô hình MVC ha? Thì uh, các bạn mở lại suốt cho mình. Ở đây bây giờ các bạn hiểu được cái vấn đề nó uh, hiểu được là class nè, rồi hàm nè, rồi thông uh, parameter thông số nè ha. Thì mình xin phép là mình uh, xóa cái dòng này đi. Mình chỉ chừa lại là như đây thôi. Ha? Thì bây giờ các bạn ghi cho mình là nếu mà có URL có nghĩa là bây giờ là nếu có URL nè bây giờ mình thử xóa cái URL đi ha thì các bạn enter nữa, nó sẽ bị lỗi ha vì còn nếu mà có URL thì nó mới lấy là được là class sau đó tới hàm đúng không thì các bạn cho mình một cái câu lệnh toán tử if l ba ngôi ha đây nếu dollar get URL thì thì sao các bạn bây giờ các bạn sẽ cho mình một cái ngoặc đi ha bao hàm cái này lại nếu mà xét nếu mà có tồn tại xét là có tồn tại ha có tồn tại đô la get URL này thì mình sẽ lấy gì sẽ lấy đô la get URL. ok chưa còn không thôi ít eo ấy bạn còn không thôi là nếu nè nó nó eo nè mà còn không thôi thì mình sẽ trả về là rỗng ok chưa hoặc là các bạn có thể trả về cho mình là nút cũng được đó trả về là cho mình rồi bây giờ mình sẽ refresh lại hmm. nút nếu bị set nút à đây bạn đóng ở đây chứ ha bạn đóng ở đây nếu set rồi get nút thì thì sao thì đây get url nè rồi bây giờ mình sẽ refresh nè ok ha chạy bằng bình thường ví dụ như không có url <laughs> à, nó sẽ fail mình thử lại coi còn nếu không có thì fail bây giờ tạm thời nếu có đi nè nếu có rồi nếu có thì chạy bình thường đúng không thì bây giờ mình sẽ gì cái này là cái câu lệnh dưới đúng không bây giờ là cái câu ba à, cái câu lệnh này là ba câu lệnh lấy url ha. cái này là xóa ký tự cuối hàng À, rồi chim là xóa cái hữu cuối hàng mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi là tiếp tục là explode là gì là hủy những cái xịt này ok ha rồi các bạn đã hiểu rồi ha nếu tồn tại cái gì các bạn nếu mà tồn tại thằng class class có nghĩa là hàng u a không á ha đó hàng a không class là có nghĩa tồn tại thằng ví dụ như là brack này đi nó là cái mảng với vị trí của các bạn là vị trí số 0 ha thì mình sẽ làm sao và nếu không tồn tại thì mình sẽ làm cái nào ha đó thì mình sẽ include cái gì include cái class đó vào ví dụ như ở đây là ul không là bây giờ là mình khai báo cái ul class của nó là product thì nó sẽ vào cái include one app controller nó sẽ lấy ra cho mình cái gì cái file có tên là product ha thì cái file này nó chứa class là product ok chưa đó rồi còn không thì tiếp tục à, mới lấy file thôi nào, rồi bắt đầu mình sẽ gì controller mình ghi là controller ha mình viết tắt là controller đi thì sẽ bằng là new ha mình sẽ gọi class đó ra Đấy. gán cho cái biến là controller này Đấy. rồi ha ví dụ như class product thì nó sẽ như là như vậy nào ấy ok chưa đó đây là class tự động cho nên là của cái gì của cái tham số thứ nhất đó cho nên là như vậy rồi tiếp tục các bạn ghi cho mình là nếu tồn tại param có nghĩa là gì cái đầu tiên mình xóa này đi ha nếu tồn tại param thứ hai có nghĩa là tồn tại cái đi này nào ạ à? ha cái này method là mình chưa đâu ha bây giờ mình tồn tại cái id đi cái tham số id đó là cái vị trí số 2 này ha vị trí số 2 này là bắt đầu từ 0 nè 1 2 ok chưa rồi thì mình sẽ làm như thế nào. Và không thì mình sẽ làm như thế nào. Đó. Thì mình sẽ. Uh, Kết cái đoạn này. Quăng vào đây. Nếu mà. Có cái tham số. Thì mình mặc định là cái controller này. Là mình bỏ xuống đây ha. Mình tả mình thay đổi tên rồi. Thì mặc định ví dụ như là product đi. Mình ví dụ mình demo là cái lab product đi. Thì mình sẽ vào cái lab product. Sau đó mình sẽ vào cái tham số thứ nhất Đó là cái gì mấy bạn? Là cái hàm Rất ví dụ như bây giờ vào cái hàm chi tiết sản phẩm đi ha, Hàm cái chi tiết sản phẩm là cái gì? Cái hàm của nó là cái URL một này Các bạn nhớ là đóng mở hoặc nhọn nha Rồi tiếp tục mình sẽ truyền cho nó vào parameter là parameter thứ hai ha. Đó, parameter thứ hai này Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? đó là ví dụ như đây là lắp nè suy ra cái gì cái tiếp theo là cái hàm trong cái class này thì ví dụ như ở đây là hàm chi tiết sản phẩm đi đây là có là hàm chi tiết sản phẩm là cái vị trí số 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 mấy số 1 ok chưa đó cái vị trí số 2 nè sau đó tới vị trí số 3 ha đó thì số 1 nè là cái uh, cái cái hàm cái method hai cái hàm rồi sau đó tôi vào truyền vào cái tham số là số 30 ví dụ đi ví dụ đây là 30 thì nó sẽ truyền vào cái tham số là 30 đó URL với gì với cái index là số 2 ha đó rồi nếu mà tồn tại tham số này còn nếu không tồn tại tham số thì sao ha không tồn tại tham số thứ hai l mình sẽ cho trong một cái l này nữa ha một cái nhỏ nữa rồi mình mở ra à, cái này các bạn khó hiểu đúng không đây là nếu tồn tại cái tham số thứ hai có nghĩa là số id 30 nè thì mình sẽ gọi cái gì gọi cái hàm chi tiết sản phẩm và gán cho nó tham số là 30 vào còn không tồn tại có nghĩa là nó chỉ tồn tại cái class và cái method thôi ha thì nếu còn L là không nè có nghĩa là không tồn tại tham số có nghĩa là không tồn tại L 2 Ha, với vị trí index là số 2 thì mình sẽ gì? Nếu mà tồn tại OL. Đó, nếu mà tồn tại method ha vị trí số nhậm số 1 là method nè. Ok chưa? Vị trí số 1 là method. Thì mình sẽ gì? Thì mình sẽ vào controller mình chỉ lấy mỗi cái gì thôi mấy bạn. Đó, copy cái này xuống ra đây. Đó mình chỉ lấy mỗi cái gì? Lấy mỗi cái hàm thôi. Ha, mình chỉ lấy một cái hàm thôi, không truyền vào tham số. À, không truyền vào tham số thì có nhiều cái hàm mình đâu có cần truyền vào tham số đó bạn ví dụ như cái hàm hiển thị sản phẩm ha à, hiển thị sản, tất cả các sản phẩm đi ví dụ hiển thị tất cả các sản phẩm đi thì mình hoặc là hiển thị tất cả các bài viết đâu đi thì mình đâu cần phải truyền vào thêm tham số mình chỉ cần là vào cái gì vào cái tất cả sản phẩm rồi mình lấy ra tất cả sản phẩm thôi nó đâu có so sánh với cái tham số gì đâu ha đó chỉ cần lấy ra tất cả sản phẩm thôi ha thì không cần phải truyền vào tham số đó còn không thôi thì sao? L L Ha L Có nghĩa là uh, Nó không tồn tại Bây giờ L Rồi bây giờ mình uh, Trước khi mình ghi cái L code này Thì bây giờ mình ra mình thử lại đi ha uh, Nếu mà có không Có nghĩa là có class ha Bây giờ mình Không có Khai báo class Mình enter Đó thì nó sẽ chỉ gọi là gì nó chỉ include hai cái file là header và footer thôi nó chỉ mới include hai cái file này thôi rồi ok là chạy không không phát hiện lỗi ha bây giờ mình sẽ cho một cái tham số thứ nhất là ul trước đi rồi mình cho nó là product mình mới có khai báo cái gì mà mới khai báo cái controller thôi mình enter ha thì nó sẽ lỗi là nó sẽ không phát hiện cái offset thứ hai có nghĩa là nó sẽ không phát hiện cả và cái offset thứ nhất có nghĩa là nó mới class nó chưa có offset thứ hai là cái method đó mấy bạn là cái hàm á. trong cái class product này và cái offset thứ nhất là nó chưa phát hiện à cái offset thứ nhất là cái hàm còn cái offset thứ hai là cái parameter có nghĩa là cái tham số mà truyền vào cái hàm đó thì nó sẽ không phát hiện ha. bây giờ mình thử không có gạch này coi à nó cũng phát hiện lỗi ha nó không có gì cả đó là lý do mà mình mới có if là nếu mà tồn tại class thôi ha. Đây là cái if lớn nè, là nếu mới tồn tại là cái index không có nghĩa là ul index không có nghĩa là mới tồn tại class thôi, còn không tồn tại class thì sao? Ha, có nghĩa là không tồn tại class là không có có nghĩa là không có tồn tại cái hàng này ha. Thì mình làm cách nào? Nếu mà tồn tại class thì mình sẽ đi so sánh tiếp là cái index cái index 1 và cái index 2 của cái hàng ul này. Còn không tồn tại class thì mình sẽ tính như thế nào ha? các bạn cho mình thêm là nếu cái này nếu các bạn là nếu nè nếu ul không có nghĩa là nó cái này là luôn luôn đúng ha đó thì nếu mà các bạn sẽ cho mình thêm là xét nếu tồn tại ul không ha thì mình mới tính tiếp cái phần ở bên dưới ok chưa đó bao cái cam này lại rồi ok mình tiếp tục là nếu tồn tại gì cứ cái if là các bạn sẽ cho mình xét ha đó thì nó đỡ lỗi kia hơn rồi ok nếu xét rồi. Ha, nếu tồn tại gì uh, uh, class thì mình mới tính tiếp, còn nếu mà tồn tại gì uh, method uh, cái parameter thì mình tính cái phần là parameter, còn không thôi thì mình sẽ tính cái phần method ha. Rồi bây giờ mình ref nè. Đó, thì nếu tồn tại thì mình mới tính ha. Đây là tồn tại class nè. Đó. Rồi, uh, fail nè, index đó thì khi mình thêm mình set vào thì ở đây nó không có tồn tại nè nếu mình set class thì đây chưa có class nè này dĩ nhiên nó sẽ xuất hiện lỗi ha à, rồi tiếp tục mình đi ha ví dụ như bây giờ kiểm tra ul nè đó cái dòng này là kiểm tra là nếu hay không có nữa ul ha thì cái này mặc định cái dòng này á, là nó kiểm tra là có ul rồi thì ví dụ như ở đây mình sẽ có là nếu ul à, nếu cái đường dẫn mà khác nút có nghĩa là có tồn tại ha đường dẫn có tồn tại thì mình sẽ tính cái thằng này đó tính cái thằng này ok chưa rồi còn không tôi thì các bạn sẽ cho mình một cái hàm đó là unset ha ol đó là unset ol có nghĩa là nó sẽ xóa bỏ cái ul này nó chạy mỗi fan desk thôi Ha. còn đây là nếu tồn tại gì nếu mặc định ha cái dòng nếu này là đã mặc định tồn tại UEL rồi đó rồi bây giờ mình sẽ refresh đó nó sẽ không có lỗi nữa nha bạn đó nó sẽ không có lỗi rồi bây giờ mình sẽ thử một cái UEL là product đi ha. enter đó thì nó cũng không có lỗi luôn đó nó cũng không, không có lỗi luôn đó um. Ờ, nếu tồn tại ha đường dẫn ví dụ nếu tồn tại đường dẫn còn không thôi các bạn cho mình echo ra 404 đi ha đó 404 thử rồi ok mình sẽ enter bây giờ mình sẽ xoay cái que này đấy ha nó sẽ cho ra 404 ờ. rồi các bạn vào controller các bạn tạo cho mình một cái file gọi là cái file index ha thì cái file này nó mặc định nó sẽ chạy đầu tiên nếu mà không tồn tại gì những cái parameter trên đây đúng không là nó chỉ có gì index.php thôi thì nó sẽ mặc định nè à. nếu tồn tại thì mình mới tính tới dòng code này còn không thôi thì nó sẽ gì include cái gì file index ha rồi bây giờ là index ha, .php trong cái controller này rồi bây giờ nó sẽ giống như những cái controller khác các bạn qua cái controller block nè copy class này qua bên này bắt ra à phải mở php đây chứ ha rồi OK bắt ra đây à bật lại ha rồi cái class này nó trùng tên ha mình đã hướng dẫn các bạn rồi cái tên file nó phải trùng tên với các class OK chưa index cũng gì data controller luôn đó rồi à, tiếp tục rồi à, các bạn um, cho mình đây à, để controller ha data controller rồi à, xóa cái này đi xóa cái này đi cho mình ha rồi bây giờ mình thử lại ha thì để controller bây giờ là cái index này đang đang kế thừa của d controller thì tất nhiên bây giờ là cái index này nó chỉ hiển thị cái dòng này thôi ha tại nó kế thừa của thằng này tại thằng à, cái lá index này nó chưa có gì cả nó kế thừa bây giờ nó kế thừa của thằng cha thôi thằng cha của nó là thằng d controller thì nó sẽ mặc định bây giờ nó hiển thị là this root controller ha rồi bây giờ mình sẽ quay lại cho index nếu mà chưa có đường dẫn thì mình sẽ mặc định mình include cái file cái file gì mấy bạn cái file index ha index là mình vào là app controller và cái file index ok chưa index php rồi bây giờ mình thử nè bây giờ mình thử mình làm mình refresh nè à, index index, index controller list once à mình còn phải gọi nữa các bạn mình phải gọi nữa à đây mình gọi net ha. Net. Và gọi cái ha cái index. Đó, cái lát của nó nữa new index. Rồi ok, bây giờ các bạn phép nè, các bạn thấy this root controller ha. Đó. Đó, nếu mà người ta gì, người ta có đánh gì ví dụ như bây giờ không có trang net mà mình vào cái gì mình vào class product thì nó sẽ hiển thị ra lắp product cho mình ha. Đó, còn không thôi thì mặc định uh, nó sẽ vào cái trang net là chạy cái trang này đầu tiên ha, net đầu tiên. Đó. À. rồi ở trên đây các bạn sẽ cho mình một cái từ cái hàm xplot này ha các bạn sẽ cho mình một cái là filter và thì cái hàm filter va này mặc định nó sẽ truyền vào một cái URL thì cái hàm filter va này mặc định đó filter là lọc ha va là một chuỗi thì nó sẽ lọc một chuỗi với cái điều kiện là gì có nghĩa là bây giờ mình truyền vào cái biến là URL. Thì với cái điều kiện là gì? Cái filter các bạn ghi hoa ha. ha, filter san gì? sanitize. Và cái đường dẫn cái biến này phải hợp lệ nó là cái bi, cái cái biến này nó phải là cái gì các bạn? Phải là cái đường dẫn ha. Thì um, ví dụ như nó có cái filter uh, email đó, thì kiểm tra biến này có phải là một cái email hay không. Đó. Rồi à, kiểm tra nhiều thứ nữa ha thì các bạn ở đây các bạn kiểm tra là sanitize URL thì mặc định cái cái giá trị mà mình đưa vào cái filter bar này phải là một cái URL ha. Đó, phải là một cái đường dẫn. Rồi bây giờ các bạn refresh lại thì mặc định nó không có lỗi gì là ok. Đó. Rồi bây giờ các bạn qua lại cho mình cái controller index này. Bây giờ mình cái controller index này bây giờ mình thử cho nó một cái hàm function gọi là cái hàm home Home là trang chủ các bạn. Home page. Thì ở đây các bạn cũng có thể ghi là home page cũng được ha. Bây giờ cái home page này bây giờ mình sẽ cho ra thử à, một cái dòng là this home page đi ha. This home page from từ gì? Từ inet class đi. Rồi. Thì ở đây để truy cập vào cái hàm này Bây giờ mình đã có cái gì mấy bạn Đã có mình gọi được cái class index rồi Thì mình sẽ chỉ cần là suy ra hàm thôi ha Index suy ra hàm Hàm của nó là gì Homepage Tên hàm là homepage ha Rồi thì cái hàm homepage này mặc định nó trả về gì mấy bạn Nó trả về là cái homepage from index class Ok chưa rồi bây giờ mình sẽ refresh nè Thì mặc định nó sẽ ra lại cái homepage from index class ha À, mình xóa cái mình qua lại đây controller mình xóa cái dòng này đi ha đó. rồi enter đây là xong pay from the last rồi đó